Nè he. Cái gì? Chị Dương nè. Đã hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi đó ha. Ở bên Mỹ các bạn có nhớ mình không ta? Cũng muốn đi làm, cũng muốn nuôi gà với người ta. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để phân biệt con nào là con gà trống và là con gà mái nha. Tại vì biết sao không? Mình cũng không biết đâu mọi người, để phân biệt đại thôi. Tại vì cái cách này thật sự là cũng không đúng 100%, nhất là mình sẽ có một cái nguồn tham khảo đến cho các bạn ha. Rồi. Thì các bạn sẽ lên. Mình sẽ giới thiệu hai cái con gà của mình ha. Rồi. Không biết là ai không? Đây là em Mông Gòn ha. Rồi. Bên đây là em Đá Bào ha. Nè các bạn thấy em Mông Gòn không? Rồi. Mình thấy giờ cái vấn đề chính của mình hôm nay không có lạc đề nữa nha. Không có quay giấy hán lên nữa nha. Hồi nãy là thấy quay giấy hán lên. Rồi. Mình sẽ chỉ với các bạn đầu tiên. Nhìn vô là thấy liền luôn. Khác biệt với thấy em gà đây. Em gà mái á là cái lông cánh của nó sẽ mọc ra. Em gà mái á là cái lông cánh của nó sẽ mọc ra nhiều và nó dày hơn. Nó dày hơn so với con gà trống nha mọi người ơi. Đây là gà trống. Cái lông cánh đó là mọc đó là hấp nha, lộn. Nhưng mà con gà mái thì cái lông cánh nó sẽ mọc trước và lông đuôi nó cũng như vậy. Nhưng mà hiện tại hai con em gà của mình chưa mọc lông đuôi nhiều. Mà hiện tại là mình đã thấy nó có mọc cái lông đuôi rồi đó. Cái lông này chỉ là cái lông tơ thôi mọi người, chứ phải là cái lông chính, là cái răng sữa mình vậy đó. Sau này quay phim mà nó lé luôn. Rồi sau này cái lông tơ nó sẽ rụng đi, giống như là cái răng sữa nó sẽ rụng đi, thay thế cho cái lông vĩnh viễn, đây là cái răng vĩnh viễn đâu mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo một cái điểm là mình cũng thấy là rất là dễ phân biệt ở trong những cái em gà của mình, đó là cái cựa. Đây, em gà mái là cái cựa nó sẽ rất là chỗ đó. Nó là cái cựa của nó sẽ rất là, nó nhỏ nha mọi người. Đây. Đây là gà. Nếu mà cái con gà mái là cái cựa nó sẽ nhỏ hơn cái em gà trống. Và con gà trống thì nhìn vô là thấy cái cựa liền luôn nha. Đây cái cửa đây nó sẽ nhiều hơn nha mọi người ơi. Ủa sao cứt không vậy, ghê quá vậy. Ghê quá chừng luôn. Mà hai cái con gà này cũng có thể xăm, cũng có thể là phân biệt nhờ cái mồng gà nha mọi người. Nhưng mà ở đây hiện tại mình thấy thì cái hai cái mồng của em nó giống nhau quá, nên là cách này không biết là có đúng hay không, mà là tại cái giống gà nó như vậy. Rồi tiếp theo mình cũng có thể nhìn cái đầu. Đầu của con gà trống sẽ bự hơn một chút xíu. Rồi chân á, chân của con gà trống sẽ cũng sẽ bự hơn con gà mái. Đây, chân em này thấy hai cái chân y chang luôn nha mọi người, đúng không? Chắc vậy. Mình thấy nó y chang luôn. Vậy là cái trường hợp này mình thấy cũng là không đúng nha mọi người. Rồi thứ hai á, rồi hiện tại cái giống gà này là giống gà lết nha mọi người. Cái là cái chân của nó không có phát triển đủ để nâng đỡ cái cơ thể mà nặng của nó. Tại vì cũng làm kiểu như là khi là trong một cái quá trình lai á, nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ. Khi mà nó nhiều thịt quá thì cái chân của nó sẽ không đỡ nổi cái trọng lượng cơ thể của nó nha mọi người. Rồi đi mình nhớ lại coi. Cái em này là giờ mập lắm nha mọi người ơi. Mà không có cân mà chắc là mập lắm. Cái này mà cắn một cái thồi ôi he, nó ngọt từ xưa mà ngon từ thật luôn á. Nói he. Cái đầu của nó như cái mặt nè. Đó, theo cái mặt ngu dễ sợ ngu luôn. Rồi cũng có một cách nhân gian mà mình thấy người ta hay làm, đó là mình coi cái dái tai của con gà nha mọi người. Ủa lộn, cái dái tai của con gà. Rồi ha. Nhưng mà cái dái tai của con gà trống á thì cái lông nó sẽ không có che phủ, và cái dái tai nó sẽ mở ra giống như là cái da tay nó không có bị lông che đó. Còn gà mái thì cái da tay sẽ bị lông che. Rồi cái trường hợp đó thì mình cũng không có chắc chắn lắm, thì hai cái em gà này không biết con nào con trống, con nào con mái luôn nha mọi người. Cũng có thể là em này là em mái này, thì cái lông cánh là dễ coi nhất nãy rồi đó. Rồi khi mà con gà, cái này là cách đầu tiên và cái cách cơ bản mà ai cũng có thể làm, đó là cái cách mà ở trong nhà mái người ta hay làm á. Đó chính là mình cầm hai cái chân của con gà này lên như nè. Em này không chịu, em này quậy quá nha mọi người ơi. Rồi sẽ cầm cái chân nó lên như thế này đó. Làm ơn thả tôi ra đi. Nếu mà cái đầu nó nhọn, cái đầu của nó nhổng ngược lên á là có nghĩa là con gà mái. Cái lộn, nhưng mà cái đầu nó nhổng ngược lên á thì có nghĩa là nó là không khờ mà không nhớ luôn nha mọi người. Nhớ lại xíu. Rồi nếu mà cái nó ngọng, nó giọng, nó nhọn ngỏng, nó nhổng ngược lên thì mình không biết. Rồi nếu mà con gà trống mà nó không biết nha, không có chơi cho cái trò như vậy nha. Không chơi ba cái trò gì như thế vậy. Rồi con gà trống đâu mất tiêu rồi. Đây, con gà con này là con không biết. Mình chỉ một hồi mình xào nó mọi người. Mặt quay phim á thì tiếu quá chừng là sao mà quay được không biết nữa. Có đâu. Hết bà nội không còn nhớ được gì hết. Nó tắt luôn đi, mệt quá. Mình đã quay lại và lại hại hơi xưa một chút tiêu tiêu nha mọi người ơi. Rồi sau khi mà mình nghiên cứu lại á thì mình có một cách cơ bản để mà nghiên cứu khi mà con gà nó mới vừa nở ra thì mọi người hãy dạch cái lỗ lít của nó ra. Nếu mà ở trong cái lỗ lít của con gà mà nó có cái cọng gì lòi ra giống như con cu á thì đó là con gà trống. Nếu mà nó không có, nghĩa là nó là một con gà mái. Rồi cái cách
làm cái cách này nữa, nhưng mà mọi người lật cái chân của nó lên thế này đây. Rồi nếu mà nó như thế này cũng như là con gà mái nha mọi người, nó chổng ngược cái đầu lên là cách nó đập cũng như là con gà mái. Rồi con gà trống thì nó sẽ làm ngược lại, khi mà mình làm như thế này thì nó sẽ đứng im đó, nó sẽ chổng ngược cái đầu xuống. Nhưng mà nó đâu đứng yên, nó sẽ chổng ngược cái đầu xuống này, nó không có ụp cái đầu lên, có nghĩa là một cái nguyên cái cách này nó cũng không đúng 100% đâu, nhưng mà nó cũng cỡ như 50-50 đâu mọi người. Còn cái cách thứ hai nó là sẽ cầm cái cổ con gà lên cái chỗ này nè. Mà đây cái con gà của mình nặng quá, mình ngào mình sẽ đứt đầu luôn mọi người. Là thôi mình không làm cái cách, mình thấy cái cách này là nhéo con gà đau quá, nên là mình không làm cái cách này. Mà nếu mà mình nhéo con gà lên mà con gà nó đứng im á, con gà nó không, nếu mà con gà nó dụi dụi cái con mắt của nó thì nó là con gà trống. Con gà nó cái chân của nó lọt lên á thì là con gà trống. Nghĩa mà cái gà của nó im á, nghĩa là nó con gà mái. Rồi cái cách sau đây là cũng có thể giúp được các bạn tham khảo một chút xíu rồi ha. Rồi tạm biệt các bạn nha. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy nhấn cho mình một like, hoặc mình ở bên dưới đây có mình nhiều ý tưởng về những cái video mới hơn. Rồi quan trọng có thể bạn thì cũng sẽ là share rộng rãi cái video này ra để mà truyền tải những cái kinh nghiệm mà tham khảo đến cho những cái người khác, những cái người mà cần biết giống như là mọi người vậy đó. Rồi đặc biệt là các bạn hãy nhấn cái nút đăng ký và nhấn cái nút chuông kế bên để mà ủng hộ tôi thật nha mọi người. Tạm biệt. Bye bye. Yeah. Quá chừng luôn nha. Ủa chưa tắt đúng không?